Chào cô chú anh chị và các em. Bữa nay gia đình Thảo sáng sớm đi shopping nè, ngày giảm giá toàn nước Mỹ. Cùng đi shopping chung với gia đình Thảo nha. Mua được mớ rồi. Mua mấy cái này để xài thôi. Giảm giá thì bán rẻ hơn bình thường. Giờ gia đình Thảo đi vô chợ bác sĩ á. Tại mấy cái ngày này nè có giảm giá mấy cái đồ điện tử á. Đó, đi vô ngay chỗ này là tivi nhiều ha. Giờ bây giờ tivi rẻ lắm. Nhiều kiểu nữa. Giờ có mấy trăm đô là mua được cái tivi bự chà bá. Cái chỗ này để đồ giảm giá nhiều lắm. Cái chỗ nào giảm giá người ta có gạch vàng vàng ở trên cái giá đó. Giảm giá. Nhiều tivi đẹp ha. Cái khu á, đồ điện tử á, mọi người hay lại coi lắm. Tại mấy cái này nè thường á giá cao, cái bây giờ được giảm, thường giảm 100 đô, 150 đô, 200 đô la cho một cái máy. Nên mình mua lúc này được giảm giá ha. Mọi người đến đây coi nhiều. Lâu lâu á ở nhà mua máy mới. Mình làm YouTube á mình cần mấy máy móc nhiều lắm. Đây là mấy cái máy đang giảm giá nè. Mấy cái ông thì biết đọc cấu hình của mấy cái máy. Bình thường á mình mua đâu có được giảm giá nhiều giống vậy ha. Gần 900 đô cái máy, cái bớt 200 đô còn có gần 700 đô. Mùa này á mua ở trên online cũng được. Hay mình vô tiệm á, vô tiệm thì mình coi đồ luôn, mình thấy luôn. Mấy máy móc điện tử giờ mấy nhỏ phái. Mơ mua được nhiêu đó hả mơ? Lựa đồ cũng nhiều quá ha. Cái này má chồng Thảo hay mua cho con cháu lắm. Mua con cháu người bọn. Trong chợ bán sỉ có bán rượu nhiều lắm. Mùa lễ Tết nè, nhiều người mua rượu. Nên vào cái dịp này á, giảm giá cũng nhiều lắm. Trên cái bảng gạch vàng vàng ha, bớt giá. Một chai á, bớt mấy đô la. Có chai bớt mười mấy đô luôn. Wow, cái chai này mấy ngàn đô nè. Để trong tủ kiến phá lại. Còn cái chai này mấy chục đô à. Hồi lúc trước Thảo về Việt Nam hay mua cái chai này nè. Bự. Cái chai rượu này á, ông xã nói ngon. Trăm mấy chục đô. Thảo thấy ở đây á, có nhiều loại rượu lắm. Có nhiều kiểu dáng nữa. Ở đây á, đủ tuổi á, mới được mua rượu. Ở trong cái chợ bán sỉ á, những cái mặt hàng á, mua có thể đổi trả lại. Nhưng mà riêng rượu là mua đem về luôn, chứ không có được đổi trả. Nên mình mua rượu rồi phải về uống nha. Nếu mà không uống thì mình đem biếu người khác. Đó, nhiều loại rượu lắm. Mấy năm trước á, ngày Black Friday á, thì nhiều mặt hàng giảm giá lắm mà người ta đi đông lắm. Còn năm nay mùa đại dịch mà ít người đi lắm. Chủ yếu Thảo thấy người ta đi vô đây cũng mua đồ ăn không. Gia đình Thảo cũng mua đồ ăn luôn. Nên năm nay khác lắm. Khác với thời gian mười mấy năm trước Thảo qua Mỹ. Những năm trước á, ngày này vui, đi như chảy hội vậy đó. Còn năm nay nó vắng quá. Đó, anh đẹp trai mua mấy bịch sô-cô-la ăn kìa. Trong chợ bán sỉ á, những cái hộp, những cái bịch sô-cô-la thường số lượng lớn mà giá rẻ, mẫu mã đẹp. Cuối năm á, mua để mình làm quà cho lễ Giáng sinh, Tết Tây. À, Thảo thông báo sau 2 ngày gia đình Thảo bốc thăm gửi quà cho khán giả thì có 13 khán giả liên lạc qua email. Một anh ở Mibitat, miền Bắc California. Một cô, hai chị ở miền Nam California. Và một chú ở Úc. Và 10 khán giả ở Việt Nam. 4 khán giả nữa chưa liên lạc với Thảo. Đặc biệt là cái khán giả đặc biệt đó, Hoàng Oanh. Thảo nhắn quá trời luôn, chưa thấy liên lạc. Rồi Phúc Hoàng, Nha Trân Nguyễn, rồi Tiết Hoàng, là tất cả 4 khán giả liên lạc giùm Thảo nha.
Cái khu này là hồi trước để mấy bàn ăn nè. Giờ Vincent đi ra đây thấy trống quá, ngồi dưới đất đợi ba mẹ luôn. Hồi thường nhỏ dễ sợ. Rồi đi ra luôn. Đẩy xe của bà nội luôn. Bữa nay á, gia đình Thảo á, vô trong đây chủ yếu là mua cái laptop. Xong rồi nhanh đi ra về. Mua được hai xe toàn đồ ăn không à. Mọi người á, đi cô chú anh chị giờ em thấy á, mua đồ ăn là đa số. Các món quà để Thảo gửi đến khán giả còn thiếu mấy cây son, nên giờ Thảo chạy qua cái chỗ bán mỹ phẩm á để mua son. Cái tiệm Macy nè, cái chỗ này bán mỹ phẩm nhiều lắm. Trong tiệm có nhiều cái hiệu. Cảm ơn Nga. Lần nào vô đây cũng nhờ Nga lựa đồ cho nhỏ bạn nha, làm ở trong Macy nè, chỗ mỹ phẩm. Cái này là mua cho xài tốt da mặt thế nha ha. Chỗ bán mỹ phẩm đẹp ha. Giờ Thảo còn đi thẳng qua bên kia là mua son. Cái này là son Shiseido. Thảo có một cây. Màu cũng đẹp lắm. Rồi mình qua bên đây là son mát. Có nhiều cái loại son, loại này á, là son giữ lâu phai nè, son lì. Khi mà mình đánh á, thì nó hơi khô cái môi, thì mình mua thêm cái cây dưỡng môi nha, thì giữ cho môi mình mềm. Còn cái loại này thì nó có cái độ bóng hơn. Đây là thế giới cho chị em làm đẹp. Mọi người á, đến mua nhiều lắm, cái Thảo phải đứng Thảo sắp hàng đợi. Mỗi lần người vô à. Ở trong đây á, thường á, hồi xưa á, đông dữ lắm luôn. Gia đình Thảo cũng vô đây nè. Ở trên mấy cái tầng khác á, có bán đồ nhà bếp nữa. Rất là đông người vô đây. Còn bữa nay thì thấy cũng có người vô, nhưng mà vừa phải thôi à. Chỗ này là đồ trang sức. Có đồng hồ nè. Bên đây á, trang sức á, người ta hay làm bằng bạc. Cái vàng á, thì người ta không có vàng 18 hay vàng 24, người ta làm vàng non hơn. Chủ yếu là đeo để làm trang sức đẹp thôi. Thường á, ở bên Mỹ á, mấy cái tiệm Mỹ á, bán vàng 10 hay là vàng 14, là chưa tới 18 á. Ở trong khu bên trái nè là cái khu mỹ phẩm. Trong đây có nhiều hiệu lắm, như là Dior, Shiseido, Gucci, Chanel, Versace, Lancôme. Nhiều lắm. Chỗ này á, gần nhà nên Thảo hay qua đi vòng vòng ở khu này lắm. Gia đình Thảo đi thêm một chợ nữa. Trong cái chợ Walmart nè, có bán hột quẹt Jippo. Có bữa khán giả hỏi Thảo mua ở đâu á, nên Thảo bữa nay Thảo nói nha, trong chợ Walmart, mình hỏi mấy cái nhân viên trong đó thì người ta có để một khu. Nhưng mà mình mua ở ngay tiệm á thì không có nhiều mẫu mã, nên giờ Thảo chạy lên tiệm khác coi có không. Cái tiệm gần nhà thì mua được có mấy cái hộp quẹt à. Rồi giờ vô tiệm nha. Vô tiệm à, ít người ha, cũng như bình thường vậy đó. Không có đông người. Cũng có người mua mấy cái bự bự kìa, chắc mấy cái đồ điện tử á, mấy cái thùng bự bự. Mà không có đông như hồi xưa mình coi á, thấy người ta đi rần rần chen lấn ha. Giờ không có, bình thường như là ngày đi chợ bình thường vậy đó. Hôm nay gia đình Thảo đi chợ mua được cái laptop là có giá trị. Còn là mấy cái mỹ phẩm thì nhỏ nhỏ thôi, và đồ ăn. Năm nay á, mấy cái tiệm á, ít giảm giá lắm. Người ta đi chợ cũng nhiều hơn ngày bình thường chút đỉnh à, không có đông. Bữa nay Thảo đi mua thêm son làm quà cho khán giả.
rồi kiếm mua hộp quẹt chip vô có hình cái lá cờ ở trên cái hộp quẹt mà ở trong mấy cái tiệm á không có, chạy 2-3 tiệm luôn, nên về nhà mua online luôn. Bây giờ á cái gì cũng lên online là mua nhanh, trong vòng mấy phút là mình mua được, mà giá ở trên đó giá giống như rẻ hơn nữa, nên giờ nhiều bạn trẻ người ta đâu có đi chợ đồ nữa ha, người ta ở nhà cứ bấm cọc một chút là có sản phẩm vài ba bữa gửi về à. Gia đình Thảo cảm ơn cô chú anh chị và các em luôn ủng hộ. Hẹn gặp lại trong video mới. Chúc cô chú anh chị và các em luôn khỏe và bình an nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em. Đăng ký ủng hộ kênh Thảo Kali nha. Cảm ơn rất là nhiều.